Đào Ngọc Hầu tới luôn. Chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió xèo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó mà người xưa có con không? Hay đã đi theo chồng nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Trọn gần 10 năm qua anh vẫn còn rải rác vì trời xoay khiến. Do trời những ước nguyện
kết xe gió.